quá đi. Rất là đẹp, rất là đẹp. Đẹp hay con ha? Súng còn sống cũng đẹp mà chết cũng đẹp. Dạ. Không anh biết thôi. Câu 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 câu. Câu câu. Đây. Ôi, bước chờ xuống tàu đừng bước lên lên coi. Thương anh quá, anh không chấp nhận đâu. Thương anh lắm. Trời ơi, thương còn nít vậy kìa. Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại khu mộ của nghệ sĩ nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ ở đây thì có một cái tấm bảng mọi người. Đó. À, tấm bảng này là cái nơi mà phía sau lưng tấm bảng là cái nơi mà nhà chờ của mọi người ha. Thì gần khu mộ của nghệ sĩ cũng như là gần mộ của cụ Năm Vũ Linh. Thì ở trong nhà chờ này thì Quá Duyên đã thiết kế là 4 cái bình nước lọc và một những cái băng đá để mà khi mà khách mà quyến mộ mọi người. Quyến mộ có thể là ngồi chờ, có thể là ngồi ở đây nói chuyện cũng như tham quan chứ không có tập trung mà ở phía bên kia, ví dụ như là ăn uống gì đó là qua đây ha mọi người ha. Quá tuyệt vời luôn nha. Đó, cũng là gần khu mộ của cụ Năm Vũ Linh, ở phía bên kia là cái thùng rác. Đó, mọi người thấy không? Rất là chỉnh chu đó, trong khu vực Quá Duyên cũng như là trong khu mộ của các nghệ sĩ nha mọi người. Và hiện tại thì phía bên kia là nãy như video nãy em cũng chia sẻ là có chú Nguyễn Xanh, diễn viên Nguyễn Xanh, cha của ca sĩ Trịnh Tiến Vĩ mọi người, đến viếng mộ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang cải lương rất là nổi tiếng. Bây giờ em sẽ di chuyển vào bên trong mộ của cậu Năm Vũ Linh thôi mọi người ha. Đây thì em thấy có khán giả đến viếng nè, cũng như là khán giả đến thắp hương cậu Năm Vũ Linh. Rất là đẹp, rất là đẹp. Đẹp hay con ha? Súng còn sống cũng đẹp mà chết cũng đẹp. Dạ. Không anh biết thôi. Câu 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 câu. Câu câu. Đây. Ôi, bước chờ xuống tàu đừng bước lên lên coi. Thương anh quá, anh không chấp nhận đâu. Thương anh lắm. Trời ơi, thương còn nít vậy kìa. Nghe ông chết mà khóc luôn á trời. Em chụp anh bộ hình kỷ niệm coi. Từ Hà Nội qua đây luôn á hả? Bình thường chị không sao. Không sao hết. Ông Lan là sáng đi không biết. Ông Lan là cuộc đời của ông đây. Là con ông đấy. Đây là con. Kệ ai nói gì nói kệ ta. Ai nói gì thì nói. Con ta không con ta gì cũng kệ người ta. Mình chết là mình buồn được rồi. Thương nhớ ổng mà được rồi. Sao hết? Ai dành của thì dành đi, chết tôi có đem theo đâu mà dành. Cơ ngỗng được rồi. Chụp kỷ niệm. Anh lớn hơn em 8 tuổi nhiêu? Nha. Ông này ha, kiếp sau Vũ Linh tôi cũng mê rồi, chừng là kiếp này. Hẹn anh kiếp sau là tôi yêu ông liền, kiếp sau là tôi yêu ông liền. Sự hai lỗi trong máy bay hay là mình đi xe. Quay này có thấy cái gì thay đổi rồi, quỷ mà bên là không có công chuyện, mà đi vào đây. Em đi thăm mộ ba em này, em ghét cái khác nữa. Đây là toàn nghệ sĩ. Cái này mấy chú là người chủ công là chở bánh, bữa nay là
cái hồi mà ổng đi về chứ ra Vũng Tàu á, hồi đó em đi ở đợi nha, em ở đợi Vũng Tàu nha, ổng ghé cái nhà cái bà đó đó, ổng chơi cái bài mình đi theo ổng, nó không cho đó, cho thôi theo ổng rồi, thế là mới đợi chồng ổng không cho đó. Hồi đó em 27 tuổi, ổng 35 tuổi. Ừ. Rồi mê ổng lắm, mê ổng không nấu cơm cho bà chủ ăn, bà chủ chửi luôn á. Tối nay có bò quá ổng. Rồi, gửi cô lọc, dạ lọc của cậu. Rồi cậu ơi, con về nha cậu. Rồi, dạ, cảm ơn cậu. Bye bye cậu nha, lần sau lên thăm ba con ghé thăm cậu nữa. Bye bye nha. Cô đi thăm mộ người thân nữa mọi người, cho nên cô ghé ghé thăm nhà cậu Năm luôn. Rồi mấy cô này ở Hà Nội vào. Không, giờ là chú Tiểu là cái khu này của chú Tiểu mà chú Tiểu phải đứng đây. Đó, đúng rồi, chú Tiểu đứng đó là đúng vị trí chú Tiểu luôn. Rồi, ngồi cho cậu con Năm. Chú đứng đi chú Tiểu á. Đây là đứng con chậm lên sao sao. Không, khi đó người ta mến quá, tao lại hung cái không sao. Không có leo lên nó đứng lên, bắt đầu chưa hung phải leo lên. Leo lên dạo đứng. Đứng rồi phải vuốt chút 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 nè, cái la cái phải chụp hình mới hung cái. Nó xuống. Phút này phút xe đã chứ ta. Không. Nó xuống làm nó xuống á. Không chú nào. Mày cho ai cho cậu phút phút xe nữa. Và con dạ cho. Nhưng mà là đứng cho đi ở đợi với Vũng Tàu á, mê ổng hỏi cơm, hỏi nó cơm cho bà chủ ăn. Bà chửi, bà đó chị. Bây giờ bà đi Mỹ ở rồi. Đi Mỹ là mộ của rồi. Mà ba à, có ở mấy người nè ở, ở, ở gần đây không bấm này hả à. Mô rồi. Phật có biết coi trời ơi trời rồi rồi à, tội nghiệp cô quá ha. Làm lại đi cô quay mà quên quên bấm cô chú ơi bây giờ cô quay lại cô quay từ từ thôi đi từ từ nó mới mà ấy được ờ đừng có lia mạnh quá mạnh quá con nó lắc nó quay cho cái ông hàng xóm à, cái cho cái chị hàng xóm bà cũng ghiền lắm mà bà đi không có được bà mắc bắn rau đây này cô quay nè từ 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 thôi con chỉ cho nè cô ly nhẹ nhẹ từ từ thôi đừng có lẻ quá sao ông xe ôm sao ông xe ôm chờ trong mặt đi xe ôm qua hả đi xe ôm qua chứ thường thường đi xe hơi mấy thằng em nó chở không à nó đi ngày chủ nhật ngày chủ nhật thì mắc buôn bán mà nó có rảnh. Thì bây giờ anh em mình thấy đằng ngoài kia anh em ơi hình như là có biến rồi kìa gì đông quá trời kìa tao quay với người đó đi quay tương chi trời cô là chia sẻ chân thật cho nên là con thích quay cô 27 tuổi nha tôi đi ở đợi cho cái nhà bà bác sĩ Lộc đó rồi hả ổng đánh bài sát bên ổng quay phim á thì thôi mà ổng rảnh là ổng qua nhà bà nâu luôn chơi cái gình 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 đây lên sân thượng mò qua dòm ổng xin ổng đi theo ở đợi chồng ổng không có cho ấy chứ cho con theo đi rồi rồi chắc có lẽ thì em cũng xin kết thúc cái video thôi mọi người ha xem mà cho em xin một like và đăng ký cảm ơn mọi người rất là nhiều.